Thưa quý vị, một tài xế gốc Ả Rập bị bắn trọng thương sau khi lái xe tông người đi bộ tại Israel. Nhiều người trong đó bao gồm 3 nhân viên an ninh được cho là đã bị thương tích sau khi một người tài xế gốc Ả Rập lái xe tấn công đám đông người qua đường tại mạn bắc Israel vào ngày Chủ nhật 4 tháng 3. Thủ phạm của vụ này đã bị bắn trọng thương và hiện đang nằm điều trị bên trong một bệnh viện ở thành phố Acre. Dựa vào thông tin ghi nhận, thì vụ tấn công bằng xe hơi đã xảy ra trên bãi đậu xe của một khu chợ sầm uất ngay bên ngoài ga tàu hỏa ở trung tâm Acre. Một đoạn video đăng trên mạng xã hội đã quay lại được cảnh tượng chiếc xe thể thao đang di chuyển ở tốc độ vượt mức cho phép, khiến cho một người bị hất tung. Chiếc xe sau đó đã lao lên ngã đường dành cho người đi bộ, khiến cho 3 cảnh sát viên bán quân sự bị thương. Ngoài ra, còn có 2 binh sĩ khác bị thương nghiêm trọng, nhưng không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Thủ phạm được xác nhận là một người gốc Ả Rập sinh sống ở Israel. Động cơ của vụ việc đang được giới chức trách tiến hành điều tra.